Hiện tại, chưa có đơn vị nào công bố đã sở hữu bản quyền truyền hình ASEAN 19 tại Việt Nam, dù đại hội sắp khởi tranh ở Hàng Châu, Trung Quốc. Trước đó, ban tổ chức ASEAN 19 chỉ định tập đoàn truyền thông Trung Quốc làm đài truyền hình chủ nhà cũng như là đơn vị chịu trách nhiệm phân phối bản quyền ASEAN lần này. Trao đổi ngày 17 tháng 9, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam, ông Trần Văn Mạnh cho biết, các kỳ đại hội thể thao của châu Á ASEAN đều có bản quyền truyền hình. Việc ký kết hay làm việc về bản quyền truyền hình là do các đơn vị làm việc trực tiếp với nhau và đây là những ký kết, nếu có, của hợp đồng kinh tế. Chúng tôi được biết có các quy định về tác nghiệp thông tin đối với các phóng viên, nhà báo, cơ quan báo chí. Khi làm việc ở ASEAN 19 và được ban tổ chức chủ nhà có thông báo ở khu vực trung tâm báo chí quốc tế của đại hội. Hiện tại thẻ phóng viên, truyền hình của các nhà báo, phóng viên, quay phim Việt Nam đăng ký tác nghiệp ASEAN 19 đã được Ủy ban Olympic Việt Nam trả theo đúng quy định. Không có con số thông tin cụ thể nhưng nhiều thông tin chia sẻ rằng phí bản quyền truyền hình ASEAN 19 tại Việt Nam trong khoảng từ 7 tới 15 triệu đô la Mỹ